Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Bắc Ninh. Alo, thính giả gọi điện từ Bắc Ninh phải không ạ? Vâng ạ, alo ạ. Vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Dạ, em muốn hỏi bác tư vấn là bởi vì gần đây là chồng em có đi làm rồi. Có quen cái cô cứ nhắn tin gọi điện thoại liên tục. Mà điện thoại thì nói chung là nhắn tin thì xóa vào hết. Vâng. Em kiểm tra thì em thấy có, mà em hỏi điện gọi cho chồng thì chồng em bảo là đấy là đi làm về có bạn có bè. Vâng. Thế nên là em muốn hỏi chuyên gia thế nào, có phải tình trạng đó là chồng em ngoại tình không ạ? Vâng, thời gian gần đây thì anh ấy có những cái bất thường, nhất là trong sử dụng điện thoại thì sau mỗi lần nhắn tin lại xóa hết dấu vết, khiến cho bạn rất là lo lắng và cũng nghi ngờ chồng mình có mối quan hệ với người phụ nữ khác. Vâng ạ. Anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ tư vấn cho bạn nhé. Vâng ạ. Rồi, chào em. Vâng ạ, em chào anh ạ. Vợ chồng cưới nhau lâu chưa? Em cưới được 18 năm rồi ạ. Bao nhiêu? 18 năm rồi ạ. Ôi trời, thế tức là mình năm nay cũng phải ba mấy 40 đúng không? À, em 38 ạ. Ồ, khiếp, nghe giọng thì lại tưởng là mới kết hôn. Các cháu lớn chưa? Con đầu em được 18 tuổi rồi ạ. Ồ, trai hay gái? Trai Lại sắp thành bà nội đến nơi rồi đấy. anh Thế ông ấy đi làm công ty là ở công ty hay là cứ sáng đi làm tối về thôi? ạ. Bởi vì chồng em làm bên thợ xây mà anh. À, đi công trình đúng Ở không? công trình đấy, đúng rồi. Mình thì mấy mẹ con thì ở Bắc Ninh, ông thì nay ở Phú Thọ, là mai đi Sơn La, cứ đi theo những cái gọi là cai thầu đấy đúng không? Không, chồng em chỉ có đi làm thuê ấy, kiểu được công hôm, nói chung là Ừ, anh không, anh tính hiểu rồi, anh ấy thì không phải là cai thầu, nhưng mà mình đi làm với lại một cái ông cai thầu nào đó, cho nên là công trình người ta đi đâu thì mình đi đó. vâng ạ. Này, thế làm sao mà ông ấy không ở nhà mà mình cứ theo dõi điện thoại để biết là xóa đi, giỏi thế. Bởi vì nhỉ, chồng em dạo này thì có ở nhà, thế nên là cứ À, đợt gọi điện để này nhắn tin để em xóa, để em kiểm tra cục điện thoại mà anh. cũng giỏi ấy nha, cũng đáo đề chứ cũng chả phải vừa. Thế xong rồi khi mà nói cho ông là sao lại xóa đi thế này thì ông bảo sao? Anh bảo là bởi vì cái gì tin nhắn đầy, Tin nhắn gì? nên là tin nhắn kia là tin nhắn, cái hộp thư tin nhắn đến đầy nên anh xóa tất. Thế mình thì chưa đọc được một cái tin nào gọi là khả nghi lắm, chỉ thấy rằng là dấu vết là xóa xóa xóa, thì nghĩ Đúng rằng đúng rồi chỉ có ạ. cái không 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 hay thì mới xóa thôi đúng không? Đúng đúng rồi, đúng rồi ạ. Thế xong rồi mình đã làm gì nữa? Bởi vì xong rồi em thấy tin nhắn gọi nhiều như thế, thế nên em có số điện thoại của cái đứa con gái ý. Thế à? À, Em còn ta gọi gọi điện. điện nữa. Vâng, em gọi điện thẳng cho cái đứa ý. Thì đứa ý bảo là chỉ có em với anh ấy chỉ có làm Làm công cùng với việc nhau thôi, thôi. làm cùng thôi, chỉ có kể chuyện gia đình này, công giá có lấy được chưa ấy thôi, còn không có gì đâu. Nhưng mà theo phụ nữ thì em thấy là thế nó không ổn anh ạ. Nếu mà chỉ hỏi lương lậu với trao đổi về công việc thì chắc là cũng ít thôi đúng không? Mình thấy cái tần suất mẹ dày đặc như thế. Thôi Đúng thì rồi thật ạ. ra thế này, cứ giả sử đi, ông ấy năm nay muốn mấy? Anh nhà em năm nay 39 ạ. Ồ, trẻ thế à? Vâng. À, một người đàn ông còn cũng tương đối trẻ này, 39 tuổi này, xa vợ này, đi theo công trình này. Rồi trong công trình làm cùng sẽ có một số anh em, một số chị em, mấy chị em thì phụ bữa, ngoài ra lại có một cô chuyên nấu cơm nữa chẳng hạn, đây là ví dụ như thế. Cùng cảnh xa nhà, xa chồng, xa con, xa vợ, xa con, buổi tối anh em ríu rít làm đến 9 10 giờ tối. Mệt ơi là mệt, về quây quần ăn cơm, nói câu chuyện phiếm. Thế rồi cũng có thể có đong đưa câu nọ câu kia, vui mồm vui miệng rồi cứ cho rằng là có thinh thích nhau đi. Cái đấy thì chả ai biết được trừ người trong cuộc. Và rất là Đúng đúng may, rồi. mình là cái người phụ nữ cũng hay để ý, rồi mình mới là còn biết được các kỹ thuật sao chép tin nhắn thì mình mới nắm được, chứ còn thì rất là nhiều những bà vợ mà không biết, thôi cứ biết là đi làm thế xong về thì là còn nguyên của nhà mình,
Thế còn đi xa thì không biết thì thôi, khuất mắt không biết thì coi như không có. Đợt này thì do công việc không còn nữa, anh ở nhà thì mình thôi cũng biết như thế để mình cũng nhắc nhở, mình cũng hỏi đến vậy thôi. Nếu chuyện xảy ra thì cũng đã xảy ra mất rồi. Ví dụ như là có thích cái cô nào đó này, thậm chí là có cái chuyện có tình cảm thật sự với nhau thì nó cũng, nếu xảy ra thì cũng xảy ra rồi. Mình cũng đã làm những cái việc là thứ nhất là đánh động cho ông xã biết rằng là đây là tôi cũng không phải vừa đâu. Ông cứ xóa tin nhắn thế. Thậm chí mình còn có thể nói thêm là anh, em rất là buồn. Thật sự em còn biết nhiều hơn anh tưởng. Anh có cần bằng chứng không? Mình cứ rung cây dọa khỉ mà. Mình không chỉ nói là tin nhắn xóa đi. Không, thật sự ra anh còn nhiều thứ. Thậm chí những cuộc mà anh nói chuyện với cô ấy, hay những hình ảnh mà anh gửi cho cô ấy, em còn biết nữa. Nhiều bà vợ nhá, làm như thế. Thế mà ông chồng nghĩ rằng bà ấy cũng giỏi công nghệ, bà cũng giỏi về thiết bị máy móc, thế là khai. Ôi thì thật ra thì cũng mới cái đợt thì uống, đang uống rượu say thì chẳng may cái hôm ấy nhỡ ra có một lần đấy. Chỉ để gọi là đánh phủ đầu thôi, nhắc nhở để cho biết rằng là mình cũng biết rồi. Còn với cái cô kia thì mình cũng đã gọi điện, những việc đã cần làm thì cũng đã làm rồi, không thể làm hơn được nữa. Không thể là gọi đến là chỉ tao cấm mày hay tôi cấm cô không được quan hệ với chồng tôi, người ta có quan hệ đâu. Thứ hai nữa là nhiều người cũng vì bức xúc quá, thậm chí lại còn gọi điện đấy là quấy rối người ta, thậm chí gọi điện báo cho chồng người ta biết là anh có vợ thì anh giữ, chứ vợ anh có vẻ hay nhắn tin cho chồng tôi. Thực ra chả đâu vào đâu phá nát hai gia đình. Thế cho nên nhớ rằng là đôi khi do cái ứng xử mà nó cứ bộp chộp của mình ấy, giặc nó chưa phá nhà mình mà nhà mình tự đốt nhà mình trước. Cho nên là chuyện nhá, hết sức bình tĩnh. Có vài cái tin nhắn ấy nó chả có thể kết luận được điều gì, chỉ nhắc nhở cho mình biết là ừ, có lẽ là lão này cũng trông thế đấy, khù khờ vậy mà cũng cứ ra ngoài, cũng có cô thích. Nghĩa là mình cũng thấy chồng mình cũng còn trẻ còn khỏe, qua đó thì mình cũng lưu ý đến duy trì cuộc sống gia đình mình hơn. Nếu như làm ăn kinh tế tại nhà mà nó cũng không đến nỗi gì thì cũng không nhất thiết là để cho ông cứ lang thang. Có những gia đình đấy bảo thôi để cho ông đi ông kiếm ít tiền để cho nó tiêu cho nó rộng dài, tiền đâu chả biết, thì một thời gian sau dạ, sau 2 năm về anh ơi. Dạ, bởi vì từ cái đợt ý thế nên em bảo chồng em là thôi đừng vào đấy làm nữa, đi ra chỗ khác làm đi. Ôi, chồng em cũng không vào đấy làm nữa anh ạ. Không, anh đang nói một thứ khác cơ. Tức là nếu nhà mình nó không quá khó khăn, ở nhà mình cũng ngoài ruộng nương ra, mình có kinh doanh thêm hay là bán hàng tại nhà, hay là có cái nghề gì, chẳng hạn làm đậu phụ, làm bánh đa, hai vợ chồng cứ díu dít bảo nhau mỗi tháng làm được độ chục triệu cũng còn hơn là thả rông cho ông ấy đi. Chứ em cấm không cho vào làm ở trong Điện Biên nhưng mà cuối cùng lại làm lên trên Sơn La thì cũng chẳng có khác gì là mấy, đúng không? Thế còn thì nếu như cuộc sống buộc lòng, nó bắt buộc là phải có một người ra đi để mới có điều kiện lo kiếm được tiền về cho con, nó đang ở tuổi hai đứa đều là học, một đứa thì cấp 3 cuối cấp, một đứa thì sắp vào cấp 2, chi tiêu nó tốn kém, thì hãy nhìn các vấn đề cuộc sống nó nhẹ nhàng một chút nhá. Thế còn vâng, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn. Vâng, em cảm ơn. Vâng, cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. Chúc cho bạn sẽ có một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc. Vâng ạ. Alo, thính giả gọi điện từ Vĩnh Phúc phải không ạ? Vâng. Vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Xin chào chương trình. Với tôi là cũng đến từ Vĩnh Phúc, nhưng mà tôi muốn hỏi là vấn đề của con gái tôi. Đó, vâng. Năm nay là cháu 25 tuổi, nhưng mà hiện giờ là không thấy kinh. Vâng. 3 tháng trời rồi, thế nhưng mà đi khám thì bác sĩ bảo không có thai. Thì bây giờ muốn hỏi là nguyên nhân như thế nào? Và bây giờ nếu mà tôi đi khám thì phải khám ở cái bệnh viện nào để cho nó đúng nhất ạ? Vâng, cảm ơn chương trình. Tức là con gái của chị thì mất kinh 3 tháng này đúng không ạ? Đúng. Vâng, và đi siêu âm rồi, xét nghiệm máu thì người ta bảo là cái nồng độ gì máu hơi cao. Đấy, bảo cao hơn bình thường. Vâng, và chị cho cháu đi khám ở đâu rồi ạ? Em bảo cháu đi khám ở bệnh viện huyện thôi ạ. Vâng. Và cái kết luận của bác sĩ thì như thế nào ạ? Bác sĩ nói kết luận là không có thai. À vâng. Đấy, chứ còn đường mọ bảo là cái bản lượng máu gì thì em cũng không hiểu rõ, nhưng mà bảo là cao thì
Đấy thì em cũng cứ lo, thì bác sĩ nói là sợ là bị u u ở ở cái tuyến yên ở ở đầu ấy bác sĩ. Vâng. Đấy thì không biết có phải không ạ, thì vâng. Xin chương trình tư vấn cho ạ. Vâng. À, vâng, cái kết luận của bác sĩ thì khiến cho hai mẹ con cũng rất là lo lắng, không biết đấy, là lo mấy hôm nay không ngủ được. Nó có vấn đề gì về sức khỏe không? À, bác sĩ Vũ Minh Phượng của chương trình sẽ tư vấn cho chị ạ. Vâng. Vâng, chào chị. Vâng. Đúng là nhà có con gái như là có bom nổ chậm ấy nhỉ. Cứ cái huyệt mà nó lằng nhằng một cái là nhiều cũng sợ, mà đang bình thường mà không có một cái là thót tim luôn sợ. Đúng không, sợ đúng, mà đúng, mục sợ, tiêu không mục ngủ tiêu được không ngủ được, mục tiêu đầu tiên rằng là xem có phải có thai không nhỉ. Đấy, thứ nhất đấy, là thế, sợ. Thứ hai người ta bác sĩ bảo u, nếu mà không đi khám nữa thì là lệ sợ vô sinh. Rồi rồi, thế thì bây giờ con đường ngắn nhất là bởi vì ở cái tuyến huyện ấy người ta đã có gợi ý rồi. Người ta đã có gợi ý dựa vào cái nồng độ gì đấy, bây giờ không thể nói được, là người ta nghi là có tổn thương ở tuyến yên, quả thật là có các cái bệnh lý ở tuyến yên ấy, thì nó có biểu hiện về rối loạn kinh nguyệt, nó rất là rõ, và nếu là như thế thì phải điều trị rất nguyên chỉnh, rất là nghiêm chỉnh. Vấn đề là nó có phải như vậy không? Thì chắc là chị đi thẳng lên Hà Nội. Thực ra là đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc, bệnh viện đấy cũng tốt lắm đấy ạ. Thì thì cũng được. Thế nhưng mà trong trường hợp là con gái mình cũng khá khá tuổi rồi, đúng không? Và từ Vĩnh Phúc mà lên Hà Nội thì nó cũng không xa lắm, cũng cần rút gọn thời gian để tìm hiểu ra xem nó là nguyên nhân là cái gì, thì tốt nhất là lên Bệnh viện Phụ sản Trung ương, là cái nơi mà đầu ngành về các cái vấn đề phụ sản ấy, thì lúc đấy mình sẽ được chẩn đoán sâu, chuyên sâu hơn, làm các cái xét nghiệm sâu hơn, mà ở tuyến dưới không có điều kiện á, thì mới tìm hiểu rõ được nguyên nhân. Nhá. Để tìm được nguyên nhân nó khó lắm, và tìm được nguyên nhân rồi thì cái bài, tức là cái cách nào đấy để chữa trị thì nó mới rõ ràng được. Vâng, và nó mới đỡ mất ngủ. Tại vì thế này, em hỏi tiếp này, đi siêu âm của cái phần phụ dưới thì người ta bảo là cái gì cũng bình thường hết, buồng trứng hai bên rồi thì cơ tử cung cũng bình thường. Đúng rồi. Không vấn đề gì mà sao tại sao lại tự nhiên mất kinh được ạ? Bởi vì cái kinh nguyệt ấy thì nó phụ thuộc vào buồng trứng và dạ con một phần thôi, mà nó là cả một cái dây chuyền bắt đầu từ vùng dưới đồi ấy, xong rồi nó truyền các cái tín hiệu, và các cái tín hiệu đấy nó chính là các cái chất nội tiết khác nhau để nó xuống tuyến yên, và xuống đến tuyến yên, nếu mà cái chạm ở tuyến yên mà có trục trặc thì cái dẫn truyền, hay là nói cách khác là tuyến yên nó lại phải sản xuất ra các cái nội tiết khác để gì, để xuống đến buồng trứng, để buồng trứng làm cho các cái nang noãn nó lớn lên, nó gọi là phóng noãn được nhá, hay là mình gọi là nó rụng trứng được đấy. Thì nó phụ thuộc vào nội tiết, xong rồi lại cũng lại từ tuyến yên thì nó lại giải phóng ra các cái hormone để mà làm cho cái niêm mạc dạ con ấy đấy nó mỏng hay nó dày hay là rất nhiều, thì cái việc mà tổn thương ở tuyến yên nó cực kỳ quan trọng. Vâng, chứ không phải chỉ cái việc mà kinh nguyệt nó chỉ là ở buồng trứng với ở dạ con nhá, mà nó chịu ảnh hưởng của các chất nội tiết, và nó có các cái bộ phận để liên quan đến sản xuất nội tiết chị nhá. Và chính vì thế cái việc mà chẩn đoán nguyên nhân của nó là cực kỳ khó, và phải chuyên rất sâu. Chứ còn ở dưới tuyến huyện thì có thể chỉ bằng xét nghiệm để xem là các cái chất nội tiết như thế nào, đấy là đã là tốt rồi, nhưng mà lại tìm sâu hơn nữa thì là khó khăn hơn. Còn nếu chỉ là siêu âm thì chỉ biết là buồng trứng bình thường, dạ con bình thường nhá, mà khó thấy được cái sự bất thường để làm ảnh hưởng đến chu kỳ kinh nguyệt. Vâng.
Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Vũ Minh Phượng. Vâng, xin cảm ơn bác ạ. Vâng, cảm ơn bác ạ. Vâng, cảm ơn chị đã gọi điện tới chương trình. Chị vâng, hãy đưa con gái đi khám và bác sĩ sẽ tìm ra nguyên nhân và chữa được bệnh cho con gái mình chị nhé. Vâng. Chúc cho chị và con gái sẽ có một sức khỏe rất là tốt. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Ninh Bình. Alo, thính giả gọi điện từ Ninh Bình phải không ạ? Dạ vâng ạ. Vâng, chào bạn. Vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Câu hỏi của em là em muốn hỏi được về sức khỏe sinh sản. Khi vợ chồng em cưới nhau được 7 năm rồi, mà khi hồi còn trẻ thì vợ em cũng bị mắc căn bệnh là loạn kinh. Nhưng mà khi từ lúc lấy vợ chồng lấy nhau về thì vợ em loạn kinh. Còn với cả độ này em thấy cảm thấy rằng tinh dịch của mình ra nó anh có sức. Vâng. Tức là vợ bạn thì trước đây có hiện tượng loạn kinh nhưng bây giờ thì trở lại bình thường rồi đúng không ạ? Dạ không ạ. Trước kia là bình thường nhưng mà bây giờ là từ khi mà vợ chồng em lấy nhau ấy thì là vợ em mới bị loạn kinh. À vâng. Vâng. Còn bạn thì lại có hiện tượng là tinh trùng bị... Xin lỗi bạn đang đứng ở đâu hay là bạn sử dụng điện thoại như thế nào mà bên này khó nghe quá ạ? Vâng, em đang ở công ty thì ra chỗ làm ạ. Vâng. Sóng nó không được ổn định, nghe nó rất là khó. Vâng, trở lại câu hỏi của bạn thì bạn hiện nay thì bạn băn khoăn cái vấn đề rằng là tinh trùng của mình bị vón cục đúng không ạ? Dạ vâng. Vâng, và điều này thì khiến bạn rất là lo lắng, không biết là cái hiện tượng này thì nó có biểu hiện gì về vấn đề sức khỏe của mình hay không? Dạ vâng. Bác sĩ Vũ Minh Phượng của chương trình sẽ tư vấn cho bạn ạ. Câu chuyện của em muốn hỏi đến chương trình là có hai vấn đề, đúng không? Vâng. Vâng. Một vấn đề thứ nhất là của mình trước đi đã. Là vâng. Em nói rằng là tinh trùng của em nó cứ bị vón. Vâng. Vậy thì đầu tiên là mình không nhìn thấy tinh trùng và trong cái dịch mà mình xuất ra ấy, người ta vâng. gọi là tinh dịch nhá. Vâng. Tinh dịch có nghĩa là có dịch và có tinh trùng. Thế vâng. thì nó bị vón thì em thấy là nó có khác trước không? Dạ có ạ. Hay là thường xuyên vón như thế? Nó mới xuất hiện cách đây có mấy tháng nay thôi ạ. Thế à? Thế vâng. Nhìn thấy nó cứ vón lại ở đâu đấy à? Sau khi xuất ra thì em cảm thấy là nó ra ngoài của vợ em thì là em thấy rằng nó cũng bị vón cục từng vùng nhỏ một ạ. À thế tức là vâng. tức là cái gì, cái dịch nó ít quá cho nên là nó không loãng mà nó cứ vón lại đúng không? Vâng ạ. Thì vấn đề đấy thì cũng không phải là chuyện lắm. Bởi vì đôi vâng. khi đi ra ngoài, đặc biệt là lại xuống lớp vải gì đấy mà cái dịch vâng. nó bị thấm nước đi rồi, nó vâng. chỉ còn lại các cái chất, ví dụ như là trong cái tinh dịch đấy nó còn có đường này, nó còn một số các cái muối khoáng, thế thì và tinh trùng thì nó có thể là bị vón, bị khô lại ấy. Đấy vâng. thì cũng không phải thành vấn đề nữa, không phải thành vâng. vấn đề lắm. Có chăng để giải quyết cái chuyện này hoặc là để cải thiện nó thì em uống nhiều nước đấy. Em uống nhiều nước hàng ngày. Nhiều nước ạ. Ừ, nhá. Vâng. Cái thứ hai là em nói rằng là vợ thì từ khi lấy chồng là cái vòng kinh nó không đều nữa. Có đúng không? Vâng. Cô tâm sự với em thế à? Vâng, em thì từ khi lấy nhau về em biết mà thỉnh thoảng em muốn hỏi thăm vợ xem là sức khỏe như nào. Nhưng vợ em bảo là bị loạn kinh. Loạn, khái vâng. niệm thế nào là loạn ấy? Tức là vòng kinh không ổn định. Nó không đều. Đến tận đôi tháng mới có một lần. Mà có lúc thì một tháng lại ba lần. Thế hả? Thế vâng. thì bọn em là có con chưa? Dạ, bọn em chưa ạ. Chưa có con, lấy nhau bao lâu rồi? Bọn em lấy nhau 7 năm rồi ạ. Mà chưa có con? Dạ vâng. Vậy cái chuyện mà cái vòng kinh nó không đều và trong trường hợp như là của vòng kinh nó rối loạn như vợ em ấy thì quả thật là nó cũng có thể ảnh hưởng đến cái chuyện mà mang thai nhá. Kèm thêm gần đây em lại thấy cái việc mà gọi là theo em cảm nhận thôi, mô tả rằng là nó khác thường đi và nó vón thì bây giờ nó là vấn đề thực thể và mình cần phải đi khám. Cái thứ nhất là lấy nhau 7 năm mà chưa có con, tức là vô sinh rồi đấy. Người ta diệt vào cái loại dạng gọi là vô sinh.
nhá. Và nếu mong muốn có con thì tìm hiểu nguyên nhân nó do làm sao thì buộc phải đi khám, và hai vợ chồng đi khám sớm. Để nếu mà tìm hiểu ra nguyên nhân là tại chồng hay tại vợ hay là cả đôi bên cùng hơi yếu yếu thôi, hơi có vấn đề thôi, thì để có cái phương pháp để mà điều chỉnh sớm, điều trị sớm thì hy vọng rằng là sức khỏe của cả vợ và chồng nó sẽ tốt, đặc biệt sức khỏe sinh sản nó sẽ được cải thiện thì lúc đó mới mong có con được nhá. Vợ chồng em đi khám hầu như là cứ 2 năm là đi khám một lần ạ. Đi khám ở đi đâu? Lên Hà Nội khám 2 năm một lần. Khám ở đâu em? Em khám ở bệnh viện phụ sản, ý là lên trên bệnh viện T. Thế thì người ta nói làm sao em? Người ta kết luận của em thì vẫn bình thường. Đấy là hơn 1 năm rồi trước rồi. Em đi khám. Người ta kết luận của em vẫn bình thường. Bình thường. Của vợ em thì nó cũng bị hơi viêm nhiễm nhẹ. Cả cái vấn đề loạn kinh đấy ạ. Thế cái trả lời cho loạn kinh thì người ta nói làm sao? Dạ. Cái trả lời cho loạn kinh ấy thì thông thường nếu như mà nó có rối loạn thì người ta sẽ cho điều trị. Và đấy. Người ta có cho điều trị xong rồi người ta cho thuốc đặc viêm nhiễm. Xong rồi cũng nhiều loại thuốc lắm em. Đúng rồi. Thế thì nó có cải thiện không? Sau khi dùng thuốc đấy thì... Có cải thiện, nhưng mà đến khi mà lúc dừng thuốc thì nó lại trở lại bị... Và thông thường là khi mà người ta đã cho thuốc rồi, người ta sẽ hẹn là 1 tháng sau quay lại hay 2 tháng sau quay lại, thì mình có quay lại không? Có ạ. Thế thì và quay lại thì kiểm tra test các thứ thì chỉ số vẫn cũng bình thường. Nhưng mà em thì lại thấy thời gian khi kiểm tra xong rồi mà mãi mà chả thấy đậu thai thì em lại đi kiểm tra lại thì vợ em lại bị rối loạn với cả lại bị viêm nhiễm như trước. Như vậy thì về cái viêm nhiễm thì bây giờ phải xác định là khi mình đã được điều trị thuốc để mà chống viêm rồi ấy, em đã đi đến các cái địa chỉ rất là tin cậy rồi nhá. Mình đã được điều trị thuốc để chữa viêm nhiễm rồi mà rồi nó lại bị viêm nhiễm lại. Vậy thì khi mà kê đơn thuốc viêm cho vợ em ấy, điều trị viêm nhiễm ấy, thì em có được khám để cùng điều trị không? Bởi vì rõ ràng là vợ em có thể khỏi, nhưng mà sau đấy lại gặp lại một cái nguồn nào đấy. Nguồn thì nguồn gần nhất là chồng. Vợ khỏi nhưng mà chồng có thể là cũng bị viêm nhiễm, nhưng mà lại không điều trị cho nên lại lây sang vợ. Cái thứ hai là có thể vợ lại bị viêm lại do vệ sinh. Vệ sinh đây là vừa vệ sinh cái cách của vệ sinh cá nhân này, rồi là cái nguồn nước mà vợ dùng để làm vệ sinh phụ nữ đấy, và vệ sinh mà khi hai vợ chồng gần với nhau nhá, người ta gọi là vệ sinh tình dục ấy, thì nó có đảm bảo sạch không để mà vợ cứ bị tái đi tái lại. Về nguyên tắc điều trị viêm nhiễm của phụ nữ ấy, là các bệnh nếu mà do lây truyền qua đường tình dục thì phải điều trị cả hai, cả vợ cả chồng. Đấy, thì nó mới cắt hẳn cái nguồn lây đi. Thế thì đấy là một cái gợi ý mà em có thể tham khảo. Thế và nếu như mà cái rối loạn kinh nguyệt ấy mà họ đã cho điều trị, và cái việc điều trị em mong muốn là có thai mà, thì nó không phải một ngày, ngày một, ngày hai đâu. Và cái việc điều trị đấy nó phải trong quá trình rất dài. Cho nên là phải rất kiên nhẫn để theo nhá. Để theo trong quá trình điều trị. Thậm chí có những đôi vẫn theo điều trị và lại còn theo đuổi cái chuyện là theo dõi cái ngày rụng trứng. Để gì ạ? Người ta bằng siêu âm thì người ta biết mà. Thì vào cái ngày rụng trứng ấy, bởi vì rõ ràng là vợ chồng mình là trường hợp khó, cho nên là người ta biết được cái ngày sắp rụng trứng và người ta sẽ thông báo cho nhé, để mà vừa kết hợp điều trị và mình lại vừa kết hợp gặp nhau thì cái hy vọng có thai nó sẽ cao hơn. Chứ đừng chỉ 1-2 năm mới đi khám một lần mà đi khám theo hẹn của bác sĩ em nhé, thì tình trạng đặc biệt là của vợ ấy thì nó mới cải thiện được. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Vũ Minh Phượng. Cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình.